Hiện tại thì Simon đang tự tìm hiểu và tự học về Tarot theo hướng chữa lành đưa ra lời khuyên. Và Simon không có dám tự nhận mình là một Tarot reader để tiên tri dự đoán những cái thiên cơ hoặc là những cái thứ trong tương lai á. Cho nên là khi mà các bạn nghe thông điệp với Simon thì các bạn luôn có một cái tâm lý đón nhận cởi mở hoan hỷ giúp Simon nha. Đừng có gán ghép thông điệp. Cái nào mà mình nghe mà không thấy giống câu chuyện của mình thì mình cứ bỏ ngoài tai, mình cứ bỏ qua thôi. Thì cái thông điệp hôm nay mà Simon muốn gửi đến mọi người đó là sau tất cả những tổn thương, bù đắp gì sẽ đến. Cái thời gian qua mà Simon hụt lặng hơi lâu, không có ra clip thường xuyên là do Simon hơi bận với lại công việc chính của mình, cho nên là tới bây giờ mới có thời gian. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tổng chọn tụ ha mọi người. Ok, Simon có tụ 1. Ok, tụ 2. Cái chai nước hoa. Simon rất là thích thu thập những cái chai nước hoa mini này, mọi người thấy không? Nó rất là dễ thương luôn á. Nhỏ xíu xíu à. Ok, thì đây là tụ 1 ha. Đây là tụ 2 và đây là tụ 3. Thì Simon sẽ để cái timestamp dưới cái phần mô tả. Có gì mình chọn tụ xong rồi mình bấm xuống cái phần mô tả, mình bấm theo cái tụ mà mình muốn xem hoặc muốn nghe nha. Ok, ngoài ra thì trong cái lúc mà mình xem cái thông điệp của Simon á, nếu mà mình thấy cái video clip này mà Simon nói chậm quá hoặc nói dài hơi quá, mình có thể chọn vào cái tốc độ phát á, mình chọn 1.5 hoặc là 1.25 á, cho nó chạy cho nó nhanh ha. Ok, thì bây giờ chúng ta bắt đầu nè. Các bạn tụ 1 thì đây là cái thông điệp dành cho chủ đề sau tất cả tổn thương bù đắp gì sẽ đến. Thì Simon nghe được cái thông điệp là đừng bỏ cuộc các bạn ơi. Sắp tới các bạn sẽ ở trong một cái năng lượng gọi là cầu được ước thấy á. Có nghĩa là trước đó các bạn bị cuộc đời vùi dập theo nhiều khía cạnh, công việc không suôn sẻ, làm thì cũng không tới đâu, cũng không có nhiều đồng lời, hoặc là trong câu chuyện tình cảm thì nó lận đận, quen ai thì cũng cao lắm là một năm đổ lại thôi, chứ cũng không có đi được lâu dài, kiểu như là chống đến chống đi. Cũng không có nhiều người có cái sự cam kết với mình á, khiến cho mình rất là mất thời gian. Sao mình thấy năng lượng sắp tới các bạn bắt đầu có thời gian dành cho bản thân mình để điều chỉnh lại cái hướng đi, để điều chỉnh lại những cái dự định, để điều chỉnh lại các cái dự án của mình. Và các bạn không phải là gọi là điều chỉnh hay là mình chỉnh là những cái mà mình đang làm, mà các bạn là sẽ chọn đi theo một cái hướng là hoàn toàn mới luôn. Giống như là các bạn không có hài lòng với cái công việc cũ, các bạn lập tức các bạn kiếm chỗ, kiếm đường, kiếm plan B là đi nhảy, là nhảy liền luôn á. Và các bạn bắt đầu thấy là cái chỗ mà mình đang làm, hoặc là cái chỗ mà cơ sở một cái doanh nghiệp mà mình đang làm việc á, bắt đầu không có còn phù hợp với mình nữa. Các bạn đang tính đường lui, tính đường rút. Thì cái này nó không có gì sai, nên mình rất là khuyến khích. Nếu mà các bạn có cái trực giác mách bảo là ở chỗ này tôi thấy không hợp nữa, hoặc là tôi thấy là tôi không có còn học hỏi được gì ở đây nữa, hoặc là làm ở đây tôi thấy mệt quá, không thấy còn vui vẻ gì nữa, chỉ đơn giản vậy thôi, thì các bạn kiếm đường nhảy, thì các bạn sẽ được vũ trụ giúp đỡ. Đó là lý do tại sao mà Simon nói là cái câu là cậu được ước thấy. Có nghĩa là các bạn nộp hồ sơ chứng khoán choáng chừng một tuần đổ lại, 5 ngày làm việc đổ lại là các bạn bắt đầu nhận được cái lời mời phỏng vấn rồi, của các công việc mà các bạn nộp ha. Nhưng mà đâu đó Simon vẫn thấy có một số bạn lại sợ. Sợ khi mà mình nhảy rồi, khi mà mình bước ra khỏi cái môi trường mà mình đã làm việc trước đó rồi, thì mình có cơ hội không, hay là mình sẽ làm mất thời gian đi tìm việc, hoặc là cái tài chính của mình, nếu mà mình nghỉ cái công việc này thì nó sẽ không cho phép mình có thể trụ được trong những tháng tiếp theo mà không có việc. Các bạn ơi, các bạn đừng có sợ cái đó. Các bạn hãy sợ á, mình cứ kiểu như là mình cứ hèn ngang á, mà mình ở lại trong một cái môi trường mà nó khiến cho mình không thoải mái, nó dày vò mình, nó khiến cho sức khỏe tâm lý của mình nó không được ổn á, thì cái đó mới tồi tệ hơn cái chuyện là không tìm được việc á. Mình đừng có nên phí thời gian cho những cái suy nghĩ đó nha. Cái chuyện mà quăng CV á, thật ra nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho các bạn. Có thể tìm hiểu trên mạng hoặc là trên TikTok đó, nó có những cái phương pháp mà mình một ngày mình có thể quăng 100 cái CV một ngày á. Các bạn hãy thử những phương pháp đó đi, nói chung là mình hãy làm những cái hành động thực tiễn, mình đừng có nghĩ nữa, thì sao mình chắc chắn là sẽ có kết quả thu về. Thì cái đó là cái dòng câu chuyện mà đối với những bạn mà đang muốn đổi việc mới hẳn hoàn toàn luôn, hoặc là nhảy lĩnh vực luôn, hoặc là bắt đầu dự án mới mới cáo luôn á, thì sao mình thì chắc chắn các bạn sẽ được vũ trụ giúp đỡ ha. Còn về cái còn về cái câu chuyện tình cảm thì sao mình thấy là các bạn không hẳn gọi là đào hoa, nhưng mà các bạn luôn trong trạng thái là
có người theo đuổi, có người để ý. Chứ Simon không thấy có một cái phút nào mà bạn cô đơn, cô độc luôn á. Thí dụ như mà bạn cô đơn là đó là do bạn chọn, chứ không phải là bạn cô đơn vì không có ai để ý bạn. Simon không thấy vậy nha. Tại vì bạn vừa bước khỏi một người ra là sẽ có người mới tới. Hoặc là bây giờ bạn chưa có ai nhưng mà bạn vẫn đang bắt đầu nhắn tin nói chuyện với một đối tượng nào đó rồi. Hoặc là cái đối tượng nó cũng có cho bạn biết là người đó thích bạn, nhưng mà bạn chỉ là do bản thân bạn là bạn không muốn tiến tới thôi, chứ không phải là không có đối tượng. Có nghĩa là vẫn sẽ luôn có đối tượng tới, tìm tới tụ một. Nhưng mà cái quyết định lựa chọn thì cái khúc đó là tùy thuộc vào ý chí tự nguyện ha. Thì bài tarot là sẽ không tác động vào được ý chí tự nguyện. Thì mình thấy ai mà hợp nhãn, mình thấy ai mà vibe được với mình thấy ai họ tốt thật sự, hoặc là mình nhìn nhận con người của họ và mình chấp nhận được á, thì các bạn có thể tiến tới. Còn các bạn chọn mà không tiến tới thì cũng không sao hết, thì mình có thể quyền, mình hoàn toàn có quyền chọn người khác. Nhưng mà một cái thông điệp nữa ở đây là các bạn càng đen tình á thì các bạn càng đỏ bạc. Thì mình thấy là sắp tới Tết nhất đồ này nọ, các bạn có mà chơi đánh bài hoặc là chơi lô tô hay là chơi những cái hoạt động mà Tết mình có thể một chút xíu gọi là gambling á, thì các bạn sẽ được thần tài phù trợ nha. Càng nói chung là càng đen tình là sẽ càng đỏ bạc. Chú ý một cái giùm Simon là coi chừng có ăn cắp vặt nha. Giống như là thời điểm mà Tết á, mà có mời người, họ hàng hay là có mời người này người kia vô nhà chơi, hoặc là họ dẫn theo con nít á, thì mấy đứa con nít á nó có thể hơi tấy máy và nó dọc phá đồ. Thế là mình cẩn thận cái đồ của gia đình của mình thôi. Thì sao mình thấy có hình ảnh một đứa con nít á, nó giỡn hoặc là nó phá hoặc là nó lấy đồ trong nhà mình á, thì mình cẩn thận cái này. Ok, thì sao mình thấy là sắp tới vũ trụ sẽ bù đắp cho mình về tiền bạc là nhiều, nhưng tiền bạc là chính, còn các mối quan hệ thì sao mình không thấy có chuyển biến quá là đậm sâu về mặt tích cực ở trong đây, không thấy có. Nhưng mà cũng sao hết, miễn sao có tiền được rồi. Thất nghiệp thì mới chết, chứ thất tình thì không có chết đâu nha. Ok, cảm ơn các bạn tụi một nhiều, bye bye. Chào các bạn tụi hai. Sao mình xin gửi đến các bạn thông điệp về chủ đề sau tất cả tổn thương bù đắp gì sẽ đến. Thì sao mình thấy rõ luôn hình ảnh trong đây là bù đắp về vật chất nha. Giống như là các bạn muốn mua xe, hoặc là muốn đặt mua, hoặc là muốn order một cái món đồ gì có giá trị lớn, kiểu như cũng khá là bougie, kiểu như cũng khá là sang chảnh á, thì các bạn sẽ được toại nguyện nha. Tuy nhiên thì xem anh thấy là các bạn sẽ phải hơi chịu một chút xíu gọi là điều tiếng từ gia đình của mình nó vô nó ra. Nếu như mà cái món đồ mà bạn mua mà có liên quan tới sự giúp đỡ tài chính của gia đình thì các bạn sẽ càng phải chịu nghe những cái lời nói vô nói ra của ba mẹ mình nữa. Ví dụ đi, như các bạn mà muốn mua xe, gia đình mình có nghĩa là mình góp một nửa hoặc là mình góp 1/3, gia đình mình chịu một nửa còn lại hay là 2/3 còn lại á, thì Sam anh thấy có một cái hình ảnh là mẹ của bạn hoặc là ba của bạn sẽ hay la bạn là tại sao chạy cái xe mà kiểu không chịu rửa, hoặc là cái xe mới mà chạy cái kiểu đó, hoặc là không đi bảo trì, hoặc là không có đi thay nhớt thường xuyên, hoặc là không có kiểm tra đồng hồ số đồ này nọ đó, phục hồi phục nhúng rồi đó. Thì Sam anh thấy là có hình ảnh ba mẹ của mình hay tự nhiên là hay nhai hay nói. Thì cái này thì các bạn thêm anh nghĩ là mình phải chịu thôi, tại vì ba mẹ mình cũng nghĩ cho mình, cũng thương mình, cho nên là mới nói. Có thể là cái cách mà họ diễn đạt, biểu đạt cái sự quan tâm của họ nó sẽ không có được mềm mỏng như là những người ba mẹ khác, như là những gia đình khác. Thì dù gì ba mẹ cũng đã có hỗ trợ cho tiền mình để mình đạt được cái mong muốn của mình rồi mà, thì chịu nghe một chút xíu thì có sao đâu. Ngoài ra thì về vấn đề tình cảm thì Simon thấy có một hình ảnh có một người quay lại. Ví dụ như nha, cái người này á, hồi đó mà khiến cho bạn kiểu như là cũng đau khổ trong câu chuyện tình cảm, rồi cũng kiểu như là hay nói dối, rồi cũng không có thành thật với bạn trước đó, thì sao mình thấy là người này quay lại để kể cho bạn, để nói cho bạn nghe là lý do tại sao họ làm như vậy. Giống như trước đó mà bạn không có một gọi là cái cuộc nói chuyện mà cuối cùng trước khi chia tay á, hoặc là có một cái closure gì đó từ người này, mà bạn trong lòng bạn vẫn luôn đau đớn suy nghĩ về là tại lý do tại sao người này lại làm như vậy với mình á, thì sao mình thấy là sắp tới các bạn có một cái cuộc nói chuyện, hoặc là người này quay lại kể cho bạn, tìm cách để nói chuyện với bạn để cho bạn biết sự thật của cái việc, của cái lý do mà tại sao hồi xưa họ làm như vậy á. Người này cũ rồi. Một cái nữa bù đắp nào sẽ đến á, sao mình thấy các bạn bắt đầu hiểu được cái cách là
chăm sóc một cái vật gì đó. Khi mà mình được, giống như nói vậy nè, khi mà mình được cho, được sở hữu một cái gì đó mà của riêng mình, thì các bạn tự nhiên Simon thấy là các bạn trở thành một con người khác hẳn. Các bạn biết chăm sóc hơn, các bạn chỉnh chu hơn, các bạn kỹ lưỡng hơn. Kiểu như là không phải là đùng một đêm mà có một cái món đồ mới mà mình thay đổi được tính cách liền, không phải vậy. Nhưng mà từ lúc mà các bạn sở hữu cái món đồ mà có giá trị cao á, cái cách mà các bạn sinh hoạt, cái cách mà các bạn sử dụng nó cũng khác đi luôn. Với lại cẩn thận đi chơi Tết á, bỏ tiền bạc hoặc là bỏ điện thoại trong túi kỹ kỹ nha. Tại vì cũng có thể xảy ra mất đồ nơi nơi công cộng á, có thể bị móc á. Tại vì theo anh thấy các bạn ở trong tụ hai này á, ăn mặc cũng khá là style, ăn mặc cũng rất là fashionable nha. Cho nên là cũng bling bling, kiểu như là để khiến cho cái những cái đối tượng xấu á, nó chú ý á. Thì các bạn nếu có đi chơi Tết thì chú ý cái vấn đề này dùm Simon nha. Mình lựa những cái chỗ nào mà nó vắng vắng á, mình tới mình chơi, mình đừng có đi đến chỗ đông nha. Khuyến khích luôn á, đừng có đi đến chỗ đông, đừng có bu vô đông, hít khói với lại bị mất đồ nữa. Thì nó thật sự nó không có đáng. Có một cái khoản thu bất ngờ ở trong đây á, nó không chỉ đến từ gia đình mà nó còn đến từ cái công sức trước đó mà các bạn bỏ ra nữa. Có nghĩa là các bạn sẽ không có nghĩ là cái bonus của mình cho. Sao mình thấy đây là dành thông điệp cho những người đi làm nha, đã đi làm rồi thì sao mình thấy là các bạn nghĩ là cái bonus của mình là chỉ tới mức đó thôi. Không, nhưng mà cái số bonus của bạn á, nó cao hơn cái mức bạn nghĩ. Sao mình thấy có một cái hình ảnh là các bạn ngồi bàn về bonus với lại đồng nghiệp của mình á, thì các bạn nghĩ là tháng này hoặc là cái năm này hoặc là mình làm thì chắc là chỉ như đó tới đó thôi, hoặc là trong cái quá trình mà bạn làm việc các bạn có mắc lỗi này nọ thì các bạn sợ là cấp trên sẽ trừ bonus á. Sao mình không có thấy cái đó trừ nha, sao mình không thấy hình ảnh trừ, sao mình chỉ thấy hình ảnh được được cộng vô nữa. Cộng vô bao nhiêu thì không biết, nhưng mà cái khoản bonus của các bạn lường trước á, mà cái khoản mà các bạn thực nhận sắp tới á, nó sẽ chênh nhau nha. Nó sẽ chênh, mà chênh với lại cái khía cạnh là nó cao hơn, chứ không phải là chênh nhau với cái cạnh mà bị thấp hơn hoặc là bị trừ vô hoặc là do cái gì đó mà các bạn làm sai trong công việc. Không có, sao mình thấy là nó sẽ là cao hơn nha. Ok, thì đây là tất cả những thông điệp mà mình có cho các bạn tụ hai. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào các bạn tụ ba. Thì thông điệp dành cho chủ đề sau tất cả những tổn thương, bù đắp gì sẽ đến. Một cái thông điệp đầu tiên hiện rõ trong đây là bù đắp từ người cũ. Một người cũ toxic quay về và người này bắt rất là ăn năn hối lỗi, rất là muốn có bạn trong cuộc đời. Người này kiểu như là hai bạn với lại cái người người cũ toxic này á, là đã có rất là nhiều lần chia tay quay lại, chia tay quay lại cũng on and off cực kỳ luôn. Nhưng mà Simon thấy là bù đắp lần này hả, là người ta quay về, người ta có nghĩa là người ta sẽ nói là anh sẽ sửa sai, anh sẽ làm cái này cái kia, anh sẽ không có còn làm cho em buồn hoặc làm cho em suy nghĩ này kia nữa. Nhưng mà Simon thấy là cái ý chí của bạn á, cái sự rắn rỏi của bạn á, do người này rèn giũa, bây giờ bạn mạnh mẽ hơn rồi. Giờ mà người này có năn nỉ quỳ lại hay là khóc lóc gì đó, bạn cũng không có còn thấy cảm xúc gì nhiều với người này nữa. Hồi trước là bạn lụy người này nha, cho mình thấy là bạn cũng chết lên chết xuống á. Nhưng mà tới cái thời điểm mà người này thật sự nhận ra là họ cần bạn trong cuộc đời á, thì bạn không cần họ nữa. Cho mình thấy là cái điều này rất là tốt. Tại vì mình không còn ở trong cái trạng thái là lụy một người nữa, đau khổ vì một người nữa. Giống như là mỗi lần mà hồi đó mà Simon thấy là người này mà có gây ra cho bạn cái chuyện gì buồn á, bạn khóc từ sáng tới chiều luôn á. Và Simon thấy có một cái thời gian là bạn rất là cực khổ, bạn rất là chán ghét bản thân mình là tại sao mình cứ phải buồn vì người này hoài á. Thì bây giờ cái bù đắp của bạn là tới cái thời điểm này bạn không còn thấy đau đớn vì người này nữa, bạn không còn cảm xúc gì cho người này nữa. Đó là bạn thoát khỏi cái vòng mà toxic energy của người này rồi. Và bạn không có sợ để nói lên cái suy nghĩ của mình về cái câu chuyện tình cảm với người này. Là thật sự là em ở với anh em thấy không vui, anh lúc nào cũng làm cho em buồn ha. Và bạn sẵn sàng dứt áo ra đi bạn một cách nhanh chóng luôn. Sao mình không thấy là bạn sẽ quay lại với người này đâu. Dù cho đó thì dù cho người này có xin lỗi năn nỉ hay gì này nọ thì bạn cũng đã thoát khỏi cái vòng xoáy toxic với người này rồi. Có nghĩa là mình đã hoàn thành một chương với người này rồi. Thì sau khi mà bạn từ chối á, bạn sẽ không còn gặp lại người này nữa, bạn sẽ không cho phép người này gặp lại bạn nữa. Còn
Đối về những cái thông thông à về cái thông điệp mà trong công việc nha, sao mình thấy có liên quan đến các bạn làm trong lĩnh vực mà chăm sóc khách hàng, nhà hàng, khách sạn, thì sao mình thấy là các bạn được thăng chức, các bạn không còn là nhân nhân viên cấp dưới nữa, mà các bạn đã đạt, các bạn sắp tới, hoặc là nếu mà giờ nó chưa xảy ra thì các bạn xem mình thấy là các bạn sắp tới đạt được cái chức vụ mình mong muốn, hoặc là được promote, được đề cử lên cái cương vị cao hơn, cao hơn cái vị trí mà bạn đang làm hiện giờ. Nhưng mà bạn sẽ hơi có một chút xíu gọi là quyến luyến cái vị trí cũ của mình, không biết tại sao. Ủa, thì mình được thăng chức thì mình sẽ có nhiều cái khởi đầu mới nè, cái thử thách mới, nhưng mà các bạn lại có những người họ sẽ cảm thấy hứng khởi về những cái điều đó, nhưng mà đối với các bạn tụ ba thì Simon thấy là các bạn quyến luyến cái vị trí cũ của mình hơn. Các bạn tự nhiên cái lúc mà các bạn được đề cử, các bạn cũng hết hồn, các bạn cũng trong cái khoảng đó cũng hơi bùi ngùi á. Bây giờ em mà làm công việc mới, hoặc là em lên vị trí mới rồi, không biết em nói chuyện với lại mọi người sao. Nói chung là nó có nhiều cái mix feeling cho trong trong đây, nhưng mà không sao đâu các bạn, tiến lên là tốt rồi chứ đừng có lùi xuống. Thà là lên chứ đừng có xuống. Thì xin chúc mừng các bạn nha, các bạn tụ ba tương lai thì sao mình thấy công việc các bạn là lên lên một cái chức mới, được đề cử lên, thì điều này đề cử lên thì cũng tương đương với cái việc là tiền lên, tiền vô nha. Sao mình thấy là sắp tới các bạn không có thiếu tiền đâu, lương cao hơn, cuộc sống bắt đầu nó dư dả hơn. Và đối với cả các anh chị thì sắp tới em thấy là mình nhận tin tức tốt về đường con cái nha. Có nghĩa là một là mình đậu thai, hai là mình có một cái đứa con mà em thấy là cái đứa trẻ nó rất là linh hoạt, nó rất là hoạt bát, nó luôn cử động, nó luôn vui vẻ, nó cười, nó không có khóc, nó không có mè nheo, nó không có đeo ba bám mẹ, nó dễ tính. Sau này cái đứa trẻ đó đó mà lớn lên á, nó rất là hoạt đạt, nó hoạt động chân tay rất là nhiều, nó sẽ rất là active luôn. Thì cái đứa con này á em thấy là khá là hợp tuổi, hợp mạng với lại gia đình của mình. Thì ở trong đây thì em thấy là khi mà mình có đứa con này á, là bắt đầu gia đình mình gầy dựng lại cơ nghiệp nè. Ví dụ như trước đó mà mình làm ăn không được á, thì đứa con này sẽ là một cái sự gỡ gạc lại cho mình. Thì đây là tất cả những gì mà Simon có thông điệp cho các bạn tụi ba. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.